Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện quyển trung. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện danh hiệu địa ngục phẩm thứ 5 Phổ Hiền hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giác, xin ngài được trời rồng Bạc Bộ và chúng sanh trong đời sau mà nói danh hiệu của địa ngục là nơi thọ báo và chúng sanh mắc phải thuộc khổ trong quả giới Bồ Đề ở thời tới ba này, và nói những quả báo không lành làm tất cả chúng sanh trong đời mặc khảo sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Nay tôi đến oai thần Đức Phật và oai lực nhân giác mà nói danh hiệu địa ngục cùng tôi bảo và báo danh hiệu địa ngục. Thưa nhân giác, phương đông của quả giới Bồ Đề có dạng núi tên là Thiệt Vi, dạng núi độc tối thâm thẳm, trong đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn quả là cực vô giác, đây có địa ngục bằng đá ti, đây có đường và tự giác, đây có địa ngục bằng họ tiệm bằng ngục lý giác sơ, đây có địa ngục thông thương, đây có địa ngục thiệt xa, đây có địa ngục thiệt xa, đây có địa ngục thiệt ngũ ý, đây có địa ngục lưng lực, đây có địa ngục lưu địa ngục thanh nghiệp, đây có địa ngục thiệt ly, đây có địa ngục là dương đồng, đây có địa ngục bảo trụ, đây có địa ngục lũ hỏa, địa ngục tọa thủ, địa ngục là thiếu tước, địa ngục là đạm nhạc, đây có địa ngục là thiệt hoàng, đây có địa ngục là tận lùng, đây có địa ngục là thiệt thù, đây có địa ngục đá sơ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giác, những địa ngục như thế trong giải đủ thực lý có nhiều vô hạn, đây có địa ngục kiểu hóa, địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẩm liễu, địa ngục đồng toạc, địa ngục họ tượng, địa ngục họ cầu, địa ngục họ mạc, địa ngục họ ngu, địa ngục họ thật, địa ngục họ sàng, địa ngục họ lương, địa ngục họ ân, địa ngục cửa nha, địa ngục bạc bì, địa ngục ẩm huyết, địa ngục thiếu thủ, địa ngục thiếu thước, địa ngục đạo thức, địa ngục thiệt ốc, địa ngục họ ốc, địa ngục họ la. Những địa ngục như thế trong một nghiệp lớn lại có những địa ngục nhỏ hoặc 1, 2, 3, 4 cái đỉnh các nghìn danh hiệu chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Đó là do những chúng sanh quả giới Bồ Đề tạo ác, làm điều ác nên cảm về đó những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sẵn về núi Tu Di, có thể sâu nhiều bằng cả, có thể nắng chằm đầu thánh, vì thế chúng sanh trở nên phân điều vậy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù mạnh muốn cũng phải chịu lấy, như chỉ thân như cha với con, mỗi người theo nghiệp mà đi gặp được, dù gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương qua đường Đức Phật và mà nói số lượng như thế, trong mong giả tầm nói lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dẫu từ lâu tôi đã biết tội báo trong ba đời ác đạo rồi, song tôi muốn nhân giả nói ra để tất cả chúng sanh có lòng hành ác sau này nghe lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng theo giả pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục, là Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Với nhân giả những địa ngục, tội báo trong địa ngục như vậy, hoặc là có địa ngục kéo người tội ra cho liệu người tội ra cho trong bảy người đến đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội cho quỷ giả sợ ăn, hoặc có địa ngục vạc dầu suối sùng sục nổ thân người tội, hoặc có địa ngục đồ cổ đồng chạy bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục tầng bừng lời lẫn thất vào thân người tội, hoặc có địa ngục cả thân là bắn giả, hoặc có địa ngục mối hoàng đầu phụng tiệm, hoặc có địa ngục lao gai thâm sắc, hoặc có địa ngục đâm nhiều giả lựa, hoặc địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đột chân tay, hoặc có địa ngục cho nặng sắc quẩn cẳng, hoặc có địa ngục chúa đuổi chỗ sắc, hoặc có địa ngục động áp lực sắc. Thưa nhân giả, nhân giả như địa ngục như thể trong một ngục là có những khí cụ hình thành tội nhân bằng đồng bằng sắc bằng đá bằng lửa. Một khí cụ hình này là do hành nghiệp quậy ác của chúng sanh mà cảm thấy ra. Nếu tôi thuộc rõ danh hiệu địa ngục trong một ngục có trăm nghìn sủa sợ cũng chỉ là nhiều ngục. Nên tôi nêu oai thần Đức Phật và vì nhân giả hỏi nên nói số lượng như thế, người nào rồng ra cả thời cũng kiệt cũng thể hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện phẩm năm hết. Ha ha ha, Bồ Tát 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 Bồ T